sầu riêng nướng ăn có ngon hơn sầu riêng bình thường không ta? Chín rồi mọi người ơi, chín rồi, thơm với lại nó kiểu nó đã tẹt ra gần hết rồi. Chắc là ngọt lắm. Wow, nó mềm nó đã quá. Ôi nướng lên rồi, lấy ra nó dễ lắm. Wow, ui nó bốc khói nè. Trời ơi, đã dữ trời. Đố mấy bà còn không? Ui, được một muối nữa, trời cũng bự rồi. Và đây là cái muối cuối cùng. Wow, trời nó mềm. Trời ơi. Má ơi. Ngon quá. Ôi. Ở trong cái hộp nó nóng nó ấm. Cái sầu riêng bùi bùi. Ngọt lắm. Bụng rủng luôn. Tiếp theo nha. Trời, hấp dẫn quá. Cái vị ngọt của nó được rút lại á mọi người. Nó keo cái vị ngọt lại á. Giống như mình làm gì mình riêng lại á. Thiệt sự là ăn cái trái sầu riêng này á, tôi cũng đắn đo dữ lắm á. Tại vì cái nư của tôi á là ăn một lần ăn cả trái bự gì đó, chứ ăn một hay muối đâu có đã cơn thèm. Bởi vì ăn nhiều á thì nóng người, mà ăn ít á thì không có đã cơn thèm. Cộng với cái tính chất công việc của tôi là hay múc băng mấy cái đồ mà cay nóng rồi đó. Tại vì mấy cái đồ đó nó hấp dẫn, người ta coi nhiều hơn. Với lại tôi cũng thích mấy cái đó nữa. Tôi cũng ghiền nữa chứ không có đổ thừa gì hết trơn á. Ăn cái gì đó cũng phải hít hà, đổ một hơi hộp gì đó ăn nó mới ngon. Rồi cái gì tới thì nó cũng tới thôi. 2 tuần vừa rồi là tôi bị nóng trong, nhiệt miệng quá trời, cái miệng tôi nó rát quá trời, tôi không ăn uống được cái gì hết. Cái mặt tôi trụ ủ mấy ngày, tôi rên rỉ hoài. Ông Thành ông nghe nhức đầu quá, cho nên là ông lên mạng tìm hiểu, rồi ông ra tiệm thuốc mua bột sủi thanh nhiệt Clip Cool này cho tôi nè. Với thành phần từ thiên nhiên như là hoa atiso nè, rau má, linh chi đỏ, dưa gang, chanh kết hợp cùng với vitamin C á, nên là tôi uống vô mới có mấy ngày thôi á là thấy đỡ nhiệt miệng hẳn luôn, rồi giảm nóng trong người nữa. Mà mọi người biết rồi đó, nóng trong người là mụn nó lên dữ lắm, bởi vậy tôi uống vô là cũng giảm mụn luôn á. À cái này là con nít trên 3 tuổi thôi đó là uống được rồi, chứ không phải riêng người lớn nha. Này mình chỉ cần bỏ bột vô pha chung với nước lọc là uống được rồi. Ai mà muốn ngon hơn thì bỏ thêm mấy viên đá vô nữa, uống cho nó mát cũng được. Cực kỳ thơm cái mùi dưa gang luôn. Uống giống như là soda dưa gang gì đó. Ngon quá à. À mọi người ơi, bột sủi thanh nhiệt Clip Cool này á có mặt tại các nhà thuốc trên toàn quốc á, nhỏ gọn tiện lợi nè. Mình đi tiệc, đi chơi, đi picnic, đi du lịch gì đó thì mọi người nhớ đem theo cho yên tâm nha. Có sủi thanh nhiệt Clip Cool, không lo nhiệt miệng nóng trong làm phiền.